quý vị, hôm nay hai chuyến bay miễn phí mang số hiệu VN9128 và VN9126 chở gần 350 công dân Đà Nẵng từ thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng an toàn thuận lợi. Người dân được trở về rất vui mừng và chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch khi về đến thành phố, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Tại sân bay Đà Nẵng đã bố trí một lối ra cho người dân. Những công dân đầu tiên đi ra theo sự hướng dẫn của lực lượng an ninh tại đây. Đi ra từng người một và tất cả đều tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Theo đó, đoàn người ra đầu tiên là những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 được cách ly theo dõi tại nhà và có gia đình đến đón về. Ngoài ra, lực lượng chức năng kiểm tra thông tin cá nhân của từng người để kịp thời thống kê chính xác số lượng. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng và các địa phương cũng đã có mặt để chào đón thăm hỏi những đoàn công dân xa xứ trở về. Nhiều gia đình người thân của những người trở về đã có mặt từ sớm để đón người nhà. Cả người đón và người được đón, ai cũng vui mừng xúc động. Tất cả đều đã được phổ biến quy định phòng chống dịch khi trở về nhà cách ly. Vô cùng mừng rỡ, hạnh phúc, xúc động. Mấy tháng rồi mới gặp lại Đức Tôn. Thay mặt gia đình, xin trân trọng với thành phố. Thành phố đã rất là chu đáo, lo cho người dân tự ly một tí. Những cách ly tuần lễ, không được đi đâu hết, cách ly tại nhà. Tôi rất cảm ơn. Tôi rất xúc động vì về cái nơi an toàn và chu đáo, rất là chu đáo đối với những người như vậy. Tôi cảm ơn rất nhiều. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, trong tổng số gần 350 công dân trở về, có hơn 150 người thực hiện cách ly tập trung tại hai khách sạn nằm trên đường Phạm Văn Đồng. Đoàn xe cũng được bố trí để chở người dân về các khách sạn này. Thời tiết thành phố Đà Nẵng có mưa lạnh nhưng không át đi được sự ấm lòng cũng như là xúc động của công dân Đà Nẵng từ thành phố Hồ Chí Minh được trở về mảnh đất quê hương. Thì tổng cộng qua hai đợt, thành phố Đà Nẵng đã đón hơn 1.000 công dân Đà Nẵng từ thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng trở về quê nhà. Thì thông qua những chuyến bay nghĩa tình như thế này đã thể hiện được sự đặc biệt quan tâm, chăm lo của chính quyền thành phố Đà Nẵng đối với công dân, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.